Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thời sự hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn bản tin cơn bão số 3. Sau khi đi vào đất liền, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền. Vào hồi 4 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22 độ vĩ Bắc, 105,5 độ kinh Đông. Trên đất liền khu vực Trung Du Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, tức là từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ vĩ Bắc, 102,3 độ kinh Đông. Trên khu vực vùng núi phía Tây Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ đêm ngày 16 tháng 9, rạng sáng ngày 17 tháng 9, các khu vực trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to như Nậm Ti 78,7 mm, gió cấp 3, cấp 4, giật cấp 5. Dự báo từ ngày hôm nay 17 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9 năm 2014, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Các địa phương trong tỉnh cần đề phòng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét cục bộ và lũ trên các sông suối. Đề nghị quý vị và các bạn chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện và kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về triển khai các biện pháp đối phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách. Ngay sau cuộc họp trực tuyến triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 3 với tỉnh kết thúc, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Bắc Quang đã triển khai họp quán triệt lại các biện pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách các xã thực hiện theo các nội dung cuộc họp. Yêu cầu các xã thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc việc trực 24/24 giờ, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đối với lực lượng quân sự, công an, các đội xung kích. Ngay trong sáng ngày 16 tháng 9, huyện Bắc Quang đã tổ chức các đoàn công tác xuống các xã trọng điểm có nguy cơ sạt lở và bị ngập úng để trực tiếp chỉ huy kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện. Trong đó, tập trung trọng điểm nhất vào các xã và các thôn có các hộ nằm trong nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng để chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Theo số liệu thống kê nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp của huyện Bắc Quang, hết ngày 16 tháng 9, đã có trên 30 hộ gia đình sống ở những nơi có nguy cơ cao, sạt lở, lũ quét, được các xã đã tổ chức vận động và di dời đến nơi an toàn. Thì về cái đặc thù của Ủy ban xã Đức Xuân, thì xã Đức Xuân là cái xã vùng 3 của huyện Bắc Quang. Thì về cái đồi núi, cái nguy cơ sạt lở rất là cao. Thì qua dò sát, ngay buổi sáng hôm nay đến 11 giờ tổng hợp cả xã thì chúng tôi đã tổng hợp được 5 trên 8 thôn bản là được 11 hộ có nguy cơ sạt lở. Thì cái nguy cơ sạt lở đó thì chúng tôi đã chỉ đạo cho các thành viên ban phòng chống lụt bão của xã phối hợp với trưởng thôn bản thì đi đến từng hộ thì dò soát, thì cũng đề nghị các hộ thì có nguy cơ sạt lở là chúng ta di rời khỏi nơi nguy cơ sạt lở đó tương nguy hiểm. Trên 240 hộ dân có khả năng bị ngập úng và những vị trí đã từng bị ngập úng trong cơn bão số 2 hồi tháng 7 vừa qua cũng đã được Ban Chỉ huy cùng các xã huy động dân quân, công an viên các xã tổ chức di dời đồ đạc tài sản đến vị trí an toàn. Chủ động mỗi thôn có ít nhất 2 bè mảng để sử dụng khi xảy ra ngập úng. Về sản xuất nông nghiệp, sau hiện nay các trà lúa sớm của huyện đã bước vào thu hoạch, các xã thị trấn cũng đã nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tiến hành thu hoạch theo phương châm xanh nhà hơn già đồng để hạn chế thiệt hại. Chủ động đối phó với cơn bão số 3 thì trong cái đi kiểm tra các xã thì đặc biệt lưu ý là cái đầu tiên ấy là để chủ động đối phó thì xã phải xác định được những cái nhiệm vụ trọng yếu khi xảy ra cái cơn bão, khi cơn bão đổ bộ thì các thành viên và cùng với xã đã xác định được cái nhiệm vụ cụ thể cho từng cái khu vực đặc trưng mà thường xuyên xảy ra những cái khu vực tại cái khu vực sung yếu. Cái thứ nữa là tập trung chỉ đạo là cái an toàn cho các cái hệ thống, các trường học và nhất là các cái cơ sở bán trú. Ngoài ra thì là cái đảm bảo an toàn, nhất là kiểm tra hệ thống an toàn cho các khu vực sạt lở mà thường xuyên xảy ra lũ ống lũ quét.
Trước tình hình diễn biến khó lường của thời tiết, với phương châm tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống cơn bão số 3, cấp ủy chính quyền và ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Bắc Quang đã đề ra mục tiêu quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các địa phương trong tỉnh cũng đã và đang tích cực triển khai các phương án để ứng phó với hoàn lưu của cơn bão số 3 với phương châm chủ động, an toàn và hiệu quả. Bản tin xin tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Nội dung của buổi làm việc là kiểm tra giám sát hoạt động của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trong thời gian qua. Dự buổi làm việc với đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Tiến cùng các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Tại buổi làm việc, đánh giá chung, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho thấy, được sự quan tâm giúp đỡ của cấp ủy đảng chính quyền các cấp, hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội từ tỉnh đến huyện, thành phố đã tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước khẳng định vị thế là kênh tín dụng ưu đãi, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Về kết quả cụ thể, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và 11 huyện, thành phố đã được bổ sung kiện toàn các thành viên, đảm bảo đúng quy định, kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và trực tiếp ban hành một số văn bản chỉ đạo nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội trên địa bàn. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2014, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh là trên 1.810 tỷ đồng, tăng trên 61 tỷ đồng so với năm 2013. Tổng dư nợ đạt gần 1.804 tỷ đồng, tăng so với đầu năm là 56 tỷ 900 triệu đồng, đạt 68% kế hoạch tăng trưởng năm 2014. Công tác phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội đã được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả tốt. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2014, dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh là trên 1.780 tỷ đồng, chiếm 98,7% tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Từ thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh kiến nghị với đoàn công tác một số vấn đề như nâng mức phụ cấp đối với cán bộ mạng lưới cấp xã và điều chỉnh tăng tỷ lệ hỗ trợ đối với tổ tiết kiệm và vay vốn tại các huyện nghèo, xã nghèo. Đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam kiến nghị với bộ ngành trung ương xem xét có cơ chế xử lý nợ rủi ro những hộ bị thiệt hại nặng nề về tài sản nhưng không ảnh hưởng đến tài sản hình thành từ vốn vay. Đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng hơn là mở rộng số lượng tín dụng, có quy định các khoản vay cho hộ nghèo nên bám sát vào chương trình phát triển kinh tế của địa phương, gắn với việc hướng dẫn sử dụng vốn vay trước khi cho vay để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Kết luận buổi làm việc, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tỉnh đã có nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng chính sách xã hội và đạt được kết quả tốt. Đề nghị trong thời gian tới, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và huyện, thành phố cần phân công cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên. Việc hướng dẫn kiểm tra giám sát sử dụng vốn vay cần thật sự đồng bộ để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay. Địa phương cũng quan tâm hơn nữa và dành thêm nguồn lực từ ngân sách địa phương cho nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Đồng Tiến yêu cầu Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cần phải thực hiện tốt nhất chức năng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, phối hợp chặt chẽ với các hội và cơ sở để giảm thấp tỷ lệ nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng. Đối với các kiến nghị đề xuất của địa phương, đoàn công tác ghi nhận và sẽ xem xét tổng hợp báo cáo với Chính phủ, các bộ ngành trung ương để giải quyết. Với vai trò là cầu nối, đưa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hoàng Su Phi đã không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng để các hộ nghèo cũng như các đối tượng chính sách có thể sử dụng nguồn vốn hiệu quả, từ đó đảm bảo nợ xấu chỉ chiếm tỷ lệ thấp. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hoàng Su Phi đã giải ngân được trên 22 tỷ đồng với gần 900 hộ được vay vốn, tăng trên 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013. Nâng tổng mức dư nợ đạt 158 tỷ đồng với trên 8.000 hộ được vay vốn, đạt trên 98% kế hoạch năm 2014. Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động có hiệu quả, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hoàng Su Phi đã chú trọng thực hiện có hiệu quả đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đặc biệt chú trọng đến hoạt động của các tổ kiểm tra vay vốn. Hiện nay trên địa bàn huyện Hoàng Su Phi có trên 260 tổ tín dụng hoạt động, qua đó giúp Ngân hàng Chính sách Xã hội kiểm tra quản lý đảm bảo nợ xấu thấp.
Tính đến cuối tháng 8 năm 2014, tổng nợ xấu trên địa bàn huyện đạt trên 1,8 tỷ đồng, chiếm 1,2% tổng dư nợ, là một trong những huyện có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua trên địa bàn huyện Vị Xuyên, nhiều mô hình trong sản xuất nông nghiệp đã được tổ chức thực hiện thành công, góp phần đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Thông qua các mô hình, người dân có cơ hội tiếp cận học hỏi cách làm hay, từng bước nhân rộng, không chỉ tạo ra những thay đổi trong đời sống kinh tế của gia đình mà còn góp phần tích cực vào việc thay đổi diện mạo ở nông thôn. Một trong những mô hình được huyện Vị Xuyên thực hiện thành công trong sản xuất nông nghiệp đó là phương án đầu tư có thu hồi để tái đầu tư và tổ chức lại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2014-2015. Chương trình được triển khai từ cuối năm 2013 với mục đích nhằm từng bước thay đổi hình thức tổ chức sản xuất chưa phù hợp trước đây, duy trì nguồn vốn đầu tư để tái đầu tư những năm sau và xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại của nhân dân. Vì trên thực tế hiện nay, việc nhân dân đầu tư trên các lĩnh vực cho thấy đầu tư cho sản xuất nông lâm nghiệp còn thấp so với các ngành khác. Mặt khác, tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước còn rất lớn, nhận thức của nhân dân về sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển biến chậm và chưa rõ nét. Do vậy, khi huyện Vị Xuyên triển khai phương án cho dân ứng trước phân bón để đầu tư vào hai cây lương thực chính là lúa và ngô, sau khi thu hoạch sản phẩm sẽ thu hồi bằng tiền tương ứng, đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Vụ đông xuân vừa qua chúng tôi đã thực hiện được 9 xã. Riêng đối với xã Tùng Bá thì thực hiện là 8 thôn. Thì đến tổng kinh phí mà cho vay thì là 1 tỷ 3. Hiện nay chúng tôi cũng đã thu hồi được hơn 1 tỷ. Vụ mùa chúng tôi cũng đã cho vay được 3 xã. Tổng kinh phí vay cũng 500 triệu. Triển khai cách làm mới này, huyện Vị Xuyên đã hướng dẫn cho các xã thị trấn xây dựng phương án thành lập ban chỉ đạo tổ thu hồi vốn, tiến hành họp dân thông báo chủ trương cơ chế và cho nhân dân đăng ký nhu cầu, tổ chức ký cam kết giữa Ủy ban nhân dân xã thị trấn, tổ thu hồi thôn với người dân về việc đầu tư và thu hồi kinh phí. Thực hiện phương án trên, vụ xuân năm 2014, huyện đã triển khai thí điểm tại 9 trên 24 xã thị trấn cho vay bằng các loại phân gồm phân đạm, phân NPK lâm thao, phân lân văn điển với tổng lượng phân là 196.195 kg, tổng kinh phí thực hiện là trên 1 tỷ 284 triệu đồng. Chúng tôi đã bố trí hàng hóa vận chuyển đủ về số lượng và đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng phân bón của bà con đã đăng ký vay phân chúng tôi. Trong quá trình vận chuyển thì chúng tôi là đường xá thì có các thôn bản gặp nhiều khó khăn, nhưng không vì cái đó mà chúng tôi cố gắng khắc phục để là đưa làm sao phân bón đến nơi địa điểm tập kết cho bà con, thuận tiện cho bà con. Với quan điểm đầu tư trọng tâm trọng điểm và từng bước nhân rộng mô hình, huyện Vị Xuyên đã có sự hỗ trợ tích cực cho 9 xã thị trấn gồm Tùng Bá, Ngọc Linh, Phương Tiến, Bạch Ngọc, Phong Quang, Việt Lâm, Thuận Hòa, Ngọc Minh và thị trấn Việt Lâm. Việc hỗ trợ triển khai nhiều đề án mô hình sản xuất của huyện Vị Xuyên trong thời gian qua theo hướng có những hỗ trợ làm điểm ban đầu, sau đó sẽ từng bước triển khai thí điểm mô hình đầu tư có thu hồi để tái đầu tư trong sản xuất nông nghiệp. Năm nay là khi mà được nhận được sự quan tâm về cái chương trình vay phân này thì bà con cũng đã rất là phấn khởi và đăng ký tham gia. Và sau khi mà cái chương trình này đưa vào thì năng suất lúa thì so với vụ trước, vụ xuân năm trước thì là đã tăng lên được 1-2 tấn trên 1 ha. Với sự đầu tư có trọng tâm trọng điểm của nhà nước, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của huyện đã có bước tiến vượt bậc. Vụ xuân năm 2014, năng suất lúa bình quân của huyện Vị Xuyên đạt 57,23 tạ một hecta, lúa thâm canh đạt 58,76 tạ một hecta, lúa lai đạt 60 tạ một hecta. Sản lượng lúa đạt 10.572 tấn, năng suất ngô bình quân đạt 36 tạ một hecta, ngô thâm canh đạt 37,73 tạ một hecta, ngô lai đạt 37,8 tạ một hecta, sản lượng ngô đạt 11.678 tấn. Nhà nước cho vay phân thì có chương trình thông báo xuống thì thôn cũng họp thôn xong là thông báo cho bà con vay theo nhu cầu của từng hộ. Của xuân vừa rồi thì được hỗ trợ của nhà nước cho vay thì bón đồng đều thì lúa nó tốt đều với lại hiệu quả nó cao hơn so với các vụ. Từ những thành công bước đầu, mô hình này rất cần được nhân rộng tại các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện, đầu tư có thu hồi để tái đầu tư, bước đi mới trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua chương trình này, vừa giúp người nông dân có thêm thu nhập từ việc tăng năng suất cây trồng. Đây là mô hình có nhiều ưu điểm mang lại lợi ích, nâng cao giá trị kinh tế cho người dân,
có ý nghĩa xã hội cao. Về cái hiệu quả của cái chương trình này thì là đầu tư cho vay có thu hồi thì đối với lại các hộ dân có nhu cầu là rất hưởng ứng. Thì đối với lại thị trấn Việt Lâm là cũng rất mong muốn là chương trình cho vay có thu hồi này được mở rộng thêm ra đối với lại các tổ dân phố khác chuyên trồng chè. Để mô hình thực hiện một cách triệt để hơn, cây trồng cho năng suất cao hơn trong những vụ tiếp theo, không chỉ người nông dân mà đối với các cơ quan chuyên môn của huyện Vị Xuyên cũng cần thực hiện tốt một số khâu trong quy trình sản xuất. Liên kết 4 nhà là chìa khóa để phát triển nền nông nghiệp hiện đại, đảm bảo hài hòa lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm nông sản. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay tới đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.